Khoảng 18 giờ ngày 12 tháng 7, chiếc xe cấp cứu của Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương bắt đầu hành trình đi tìm các F1 đi cách ly tập trung. Điểm đến đầu tiên là Trung tâm Y tế phường Tương Bình Hiệp tiếp nhận một trường hợp F1 đi cách ly tập trung. Trường hợp này là một phóng viên, người này đi tác nghiệp tại chốt kiểm soát giao thông nằm trên quốc lộ 13 gần cầu Vĩnh Bình, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An và có tiếp xúc với một cán bộ cảnh sát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Dương. Người cán bộ cảnh sát giao thông và 3 người khác thuộc phòng này đã dương tính với COVID-19. Tiếp đó, chiếc xe cấp cứu tiếp tục di chuyển đến Trung tâm Y tế phường Phú Mỹ để tiếp nhận thêm 3 trường hợp F1 khác đi cách ly tập trung. 3 trường hợp này là 2 ông bà và một bé gái 5 tuổi. Trên xe, những người mặc đồ bảo hộ kín mít không còn có thể nhận ra ai là nam, ai là nữ. Chỉ một lúc lên xe, bé gái đã khóc và liên tục đòi xuống xe, đòi về nhà vì nóng. Hai ông bà của cháu bé cho biết đây là cháu ngoại ở cùng với ông bà. Mấy hôm trước thấy dịch bùng mạnh quá nên bố mẹ của cháu gửi sang cho ông bà chăm sóc để yên tâm. Một nam công nhân thấy bé gái khóc quá cũng dỗ dành, anh xé bìa giấy từ thùng nước suối quạt cho bé gái, nhưng bé gái lại khóc to thêm. Trong màn đêm tĩnh lặng, chiếc xe cấp cứu hú còi liên hồi từ từ tiến về khu cách ly. Trong xe mọi người nhìn nhau từ đôi mắt còn lộ ra ngoài, không nói lời nào. Riêng chỉ có bé gái cứ khóc thút thít không thôi vì quá nóng. Đến gần 21 giờ, chiếc xe cấp cứu mới đến khu cách ly tập trung tại trường tiểu học Phú Lợi 2, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một. Tại đây, những cán bộ trong khu cách ly tiếp nhận, ghi nhận dịch tễ của từng người, sau đó phát cho mỗi người một bộ vật dụng dùng cho sinh hoạt cá nhân, rồi dẫn lên phòng. Chiếc xe cấp cứu vẫn tiếp tục đi nhận F1, trong màn đêm tĩnh mịch vẫn vang vọng không thôi. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.